Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, tối qua, ngày 18 tháng 5, tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức chung kết liên hoan nghệ thuật bài ca Dâng Bác. Tham dự chung kết liên hoan có 10 tiết mục nghệ thuật của 10 đơn vị đến từ 4 khối thi đua trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn qua vòng sơ loại tại các đơn vị. Với những ca khúc Đi cùng năm tháng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, được dàn dựng công phu, có sự tham gia thể hiện của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các đơn vị. Đêm chung kết đã mang lại không khí sôi nổi, hấp dẫn và cuốn hút người xem. Liên hoan nghệ thuật là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện tình đoàn kết giữa các cơ sở đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung với tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát triển. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa trong quá trình bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước, thể hiện thành kính, lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tiết mục Việt Nam gầm hoa, trao giải nhất cho Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với tiết mục Tháng 5 nhớ Bác.